sáng nay chính phủ đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến dự thảo báo cáo của chính phủ về kết quả ra soát hệ thống quy phạm pháp luật chủ trì hội nghị có các phó thủ tướng lê minh khái trần lưu quang trần hồng hà dự hội nghị tại điểm cầu trung ương có lãnh đạo các bộ ngành trung ương tại điểm cầu tỉnh sơn la có đồng chí hoàng quốc khánh phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo các sở ngành của tỉnh nhằm triển khai giả soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo yêu cầu của Nghị quyết số 101 ngày 24 tháng 6 năm 2023, Nghị quyết kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 nhanh chóng kịp thời phục vụ kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Trên cơ sở báo cáo giả soát kiến nghị của các bộ ngành địa phương, cơ quan, hiệp hội liên quan, Tổ công tác của Chính phủ đã tổng hợp phân loại thành 24 phụ lục tương ứng 24 nhóm lĩnh vực được yêu cầu giả soát tại Nghị quyết số 101 – gồm 22 lĩnh vực trọng tâm, một nhóm lĩnh vực pháp luật khác và một nhóm lĩnh vực đã được các đoàn kiểm tra giám sát, thanh tra kiểm toán. Các cơ quan điều tra truy tố, xét xử, thi hành án, kiến nghị, đề xuất hoặc có nhiều vướng mắc được các địa phương, người dân, doanh nghiệp kiến nghị. Tổng số văn bản đã được tổ chức giả soát là 397 văn bản, gồm 60 luật nghị quyết của Quốc hội, 139 nghị định của Chính phủ và quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 198 văn bản khác do cơ quan trung ương ban hành nhiều nội dung vướng mắc bất cập đã được các cơ quan có thẩm quyền nhận diện được sửa đổi bổ sung kịp thời hoặc đưa vào quy trình sửa đổi bổ sung để trình cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định. Hệ thống pháp luật nói chung và 22 lĩnh vực pháp luật được xác định là trọng tâm giả soát theo nghị quyết số 101 đã cơ bản thể chế hóa kịp thời đầy đủ các chủ trương chính sách của Đảng trong từng lĩnh vực. Phần lớn văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước đóng góp tích cực vào quá trình đổi mới xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa